cơ bản là cũng thuần dưỡng khá là tốt rồi nên là nó hiền hơn chút, chứ còn một số con thì mình không thể đứng ở góc độ này mình quay đâu, nó kìm lại hợp mình ngay. Bọn này lúc đẻ thì nó rất là hung dữ. Một con đầu tiên con nhìn cao to thế. Quay cho bác xem nhưng mà nói bé bé thôi, không có là con mẹ nó hoảng. Lợn này thì nó đẻ ít thôi mọi người nhé, đẻ tầm khoảng 3 đến 5 con, trung bình tầm khoảng 4 con. Tỷ lệ nuôi sống thì khá là thấp. Yêu cầu kỹ thuật chuồng trại khá là tốt. Rồi cách thức chăm sóc con mẹ nữa. Nó cũng khá là cầu kỳ. Nên là cái tỷ lệ mà anh em nuôi thành công con vàng này sinh sản cực hiếm luôn. Hy vọng là con mẹ này để lấy 5-6 con thôi đấy. Rất là hy vọng 5-6 con thì rất là ok. Con mẹ này là con của con mẹ Tánh Linh. Con mẹ Tánh Linh của em nhé, kết hợp với con bố Tình Nguyên. Nó ra con mẹ này. Nói chung bình thường con giặt nó đẻ tốt nhất mọi người không nên vào. Hôm nay em quay liều đấy, không nên vào vì nó rất dễ mất vía, nó cắn con. Điều một chút quay cho bác xem nhé. Đấy. Nói chung là con giặt này lúc đẻ nó cần yên tĩnh để tránh được nó bị mất vía, nó bị stress thì nó rất là hay quay lại nó ăn con của nó. Đấy. Nuôi rất là vất vả, nó mới sinh sản được mấy con mà nó quay lại nó ăn đầy đủ, nó cả năm như con cốc ấy. Cái quan trọng của những con nái giặt là nó phải hiền thì đa số là anh em mới nuôi được nhé. Chứ còn nếu mà anh em nuôi để cho con cái nó nhát quá là rất là khó xử lý. Bầu bụng nó bé thôi, bé này nhưng còn to hơn cái bụng của con kia chắc là tối hoặc mai cũng đẻ. Thì con này nó có hai chị em, nó tối cùng ngày và cách nhau 1-2 ngày thôi thì em nghĩ nó sẽ đẻ cùng nhau.
nó to này, to rồi nó nhanh nhẹn. Đây vừa đẻ ra xong. Con thứ hai cho con nha. Con là con thứ hai vừa mới chui ra xong, con nằm sau á, con bên dưới. Hiện tại nó đã sinh được rồi. Ba con rồi mọi người nhá. Con thứ ba vừa mới hạ sinh. Con này đẻ con rất là khéo. Các bác nhìn nó cắn rốn cho con nhìn. Cái dòng thuần chủng thì đây là cái bản năng của nó rồi, tất cả từ cái máu ra, cái máu thừa hoặc là cái rốn, cái rốn của con lợn con thì con lợn mẹ nó đều liếm và nó đều ăn hết. Ba con hy vọng là sẽ thêm đôi con thì đẹp. À, tổng kết quả cuối cùng là 5 con các bác nhá. Chưa biết được cái sao mà có 5 con. Đấy. 5 con được cái đẻ cũng ít thôi. Nhưng mà con nó rất là cao dài. Riêng lợn giặc càng cao to càng giá trị mọi người nhé. Đấy. Kinh nghiệm lâu năm của em thì bây giờ con giặc càng cao to càng giá trị. Còn nhiều người thì thích cái form nhỏ nhỏ, nhìn cái lợn nhỏ nhìn lông lá nó bù xù hơn, nhưng mà bọn em nuôi lâu năm rồi không thích những cái dòng đấy đâu. Càng cao to càng thích, form dáng đẹp và cao dài. Con mẹ này đẻ lứa hai bây giờ tầm chắc khoảng 65 cân, 65 70 cân. Nói chung cái thì tầm này cũng là ổn rồi. Mà đực thì nó phải to nhá, đực phải to hơn rất là nhiều. Đấy, con này hy vọng thì được nhiều anh em hỏi được lắm. Giặt nữa bên kia chắc là dục dịch thì cũng mai đẻ thôi, nhưng mà bụng cũng khỏe nhỏ như con này thì em đang tin lượng là nó chỉ rơi vào tầm khoảng 3 đến 4 con thôi. 3 con cùng lắm là 4 con. Còn con này bụng to hơn thì là 5 con rồi. Để cho mẹ con nó nghỉ đi. Cứ khoảng một tuần đấy thì em sẽ cứ làm một video về cái đàn này nhá các bác nhá. Và đàn này với đàn giặt bên nữa. Để cho mọi người theo dõi cái quá trình phát triển của nó nhá. Các bác cũng thông cảm một tí vì cái hàng giặt nó sinh sản thì em nói bé thôi.
có thể là nhiều khi các bác nghe không rõ lắm. Đấy. Nói to thì con mẹ nó lại hoảng. Rồi, xin chào mọi người nhé.